Lý nấu ăn cực ngon giảm cân giới thầy thành công. Và đây là hiếu thứ hai, mới đẻ hôm qua chiếc ai. Ba ngày thả thính đại trà, ba đêm ngủ ngái vậy mà đẹp trai. Anh Kiều Minh Tuấn nè, cười mồi ba nữ lương xứng nè. Biến hài dập dắp vui 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 đoạn ngôn ngữ quá đi. Hello anh cô Kiến Quy, sơ hở thế là anh Thụy. Người ăn thiện lành dễ thương, lúc nào cũng ngủ thả ra là ngủ. Nhỏ em đinh phan chim mơ, cầu thủ đá banh đá ơ đồ. Vận động cho giữ bị trần khớp dai, còn môi lên như bảo lâm nè. Bụi tên bút thằng quanh năm nè, sơ hở cái là tiểu phẩm nè. Sơ hở là hát đệ nhất mỹ môi là môi dương lên đồng thai. Dù là ngày buồn hay Lê Du Lâm thì hiểu ai ai đẹp hơn? Điên khùng. Ê, xong đó trời ôm Thanh đi ngon quá tụi em. Âm Thanh là mới sắm thi mà có người tài trợ không? 20 triệu cái lo. Vâng, tiền nước này có lên hay không? Không, yên nguyên luôn. Mới mua cái lo thêm 20 triệu nữa. Lát phụ thu ngừng 1 triệu được không? Ở đây có ai giàu có vừa cho em 1 triệu gì? Cắn sâu chớ em, giờ phải sắm thêm cái toilet nè. Trời ơi, ai mà ê hề hề tặng đồ đi. Ê, và bây giờ sẽ là những tiếng hát của những ca sĩ rất là dễ thương và đáng yêu ha. Ô Tít ơi, chuẩn bị nha em nha. Hào ơi, Hào tới chưa? Nhật Hào. Trấn Hào hả? Trấn Hào ơi, Trấn Hào tới chưa? Ok, thưa vị, một bạn gọi là rất là dễ thương và đáng yêu, rất là ngoan, rất là đẹp trai nha anh chị nha. Dạ, bạn là thành viên của nhóm HKT ngày ấy, vâng. Đó, bạn là Otis rất là dễ thương. Con ơi, ủa đâu mày đâu? Xạo xạo nha, đứa nào ngoài đào vậy, sống vô đi chân. Cái gì? Em đâu? Sống vô chân. Ok, vô lẹ đi em ơi, trễ nãy tới nơi rồi, bớt điệu giùm anh. Dạ, hôm nay có rất là nhiều ca sĩ anh chị em nha. Dạ, Mỹ Tâm nè, Cẩm Ly nè, rồi Hồ Ngọc Hà nè, Biren, Sơn Tùng, Mono. Dạ, đủ hết nha anh chị nha. Cho nên mình ráng ngồi chơi vui vẻ vui vẻ, ai cũng có, vâng. Thật vậy sao? Trốn. Trời ơi, nhiêu đây cũng sụm nụ rồi, mướn như đó sao chịu nổi. Ở trời, ô tiếp chuẩn bị cho em ơi. Em ơi, em ơi. Vui vẻ thôi nha em nha, ở đây khán giả dễ thương lắm. Và bây giờ một tràng tay thật lớn, thật đồng nhiệt để đón chào nam ca sĩ dễ thương và đáng yêu để mở đầu chương trình ngày hôm nay. Nam ca sĩ. Cái gì ô tiếp bên này? Ok, làm lại, em đi xuống đi, cứ làm lại nha. Ok, cường ô tít, ok. Vỗ tay, ô tít. Kỳ không, kỳ không, ô tít. Nó bị kỳ quá đúng không em? Không, nó bị kỳ quá, nó bị ô tít. Ô tít đúng không? Vâng, nam ca sĩ, cường ô tít. Thôi, mạnh lên, ra đi con. Cho cái micro ở đây. Cha ca ca nó giờ nó hát phục vụ mọi người chưa? Cha ca hay không? Hay. Ừ, sao hay lắc đầu quá. Chứ con thấy ai hát hay nè. Ai? Tuyệt vời. Phải phải. Nhỏ này ok, hôm qua có hai đứa trời nó ngồi trước. Em hỏi chú Lâm diễn hay không? Không. Chú Lâm diễn mắc cười không? Không. Gửi một anh nữa hỏi chú Lâm ok không? 100%. Đó là 100% hay đó con. Không, 100% dở. Trời ơi con nít gì mà đi đi đi. Ê, chào mọi người đi cưng. Dạ. Lần đầu tiên Pháp Cường Otis sẽ được gửi đến tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn. À, có mặt trong buổi tiệc đi ha. Buổi tiệc âm nhạc của quán Covid. Dạ. Một lần chúc sức khỏe nè. Lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Wow, quá trời. Dạ, xin cảm ơn nhiều. Dạ, hy vọng là sau này mọi người yêu thương và ủng hộ bạn này nha anh chị nha. Dạ, có ai biết bạn không ạ? Giơ tay giùm em. Một bạn biết. Ok, hai bạn, ba bạn, bốn bạn, năm bạn, mười sáu bạn. Khoảng 10 bạn trở lại, nhưng mà hy vọng khoảng 1 tháng nữa thôi ha. Dạ. Thì nhiều người biết thêm em hơn. Dạ. Vâng, cảm ơn em. Vâng, xe. Mọi người ơi, Pháp Kiều đã tới đó nha quý vị nha. Và hai diễn viên, dạ, và hai diễn viên dễ thương và đáng yêu của Vion. Nào ta, phải không? Ước mình cùng bay. Cái gì, cái gì? Ước mình cùng bay. Ước mình cùng bay đã có mặt. Ê, đúng rồi.